đảm bảo đây sẽ là một cái công thức cứu cánh cực hữu ích cho các mẹ bởi vì vừa ngon vừa đơn giản mà lại có thể ra được hàng chục món khác nhau luôn. Mình đang làm là cá, còn các bạn có thể thay bằng thịt heo, thịt bò, thịt gà, tôm, cua vân vân gì cũng được. Vì là cá cho nên mẹ cam ướp với một tí chanh, còn loại khác thì không cần các bạn nhé. Lượng nguyên liệu mình áng chừng thôi, khoảng nửa củ khoai tây, một miếng cà rốt nhỏ, một miếng cá, một chút bột nêm rau củ ăn dặm, một quả trứng. bé dưới một tuổi dùng mỗi lòng đỏ thôi. Thêm cà rốt và khoai tây đã hấp chín, đem đi xay mịn ra, xay kỹ một chút nhé mọi người. Bây giờ thêm một ít bột mì vào, khoảng tầm ba canh mọi người căng thấy bột trộn xong thì hơi đặc đặc khi mà mình đổ xuống thì nó chảy chậm như thế này là ok muốn mềm hơn thì giảm ít bột lại muốn dai hơn thì tăng bột lên nhé cà chua mẹ cam rạch hai đường rồi trần qua với nước sôi cho dễ bóc vỏ sau đấy bỏ vỏ bỏ hạt băm nhỏ ra, phi hành mỡ, phi cà chua, thêm một ít nước và bắt đầu cho bột vào. Thực ra thì một cách rất là đơn giản để xem bột đã vừa hay chưa là mình sẽ cho thử một vài hạt vào trong nước trước. Mình để vài phút cho chín, lấy thử ra xem độ dai bở như thế nào, đã phù hợp với khả năng ăn của bé nhà mình chưa rồi mới tiến hành cho tất cả vào, đun cho chín, thêm một tí rau thơm là xong rồi. Món ăn nhìn có vẻ đơn giản nhưng mà lại đầy đủ dinh dưỡng, mới lạ và thú vị, dễ ăn cực kỳ, đặc biệt là có cá bên trong nhưng mà nếu mà không nói thì không hề biết có cá luôn. Đối với tôm và thịt thì còn thơm và ngon nữa. Các mẹ lưu về để làm ngay nhé.